Xin chào mọi người. Xin chào buổi tối tất cả quý vị khán giả thân thương của livestream dự báo thời tiết VTV. Chào mừng mọi người đến với bản tin livestream của fanpage dự báo thời tiết VTV. Hôm nay thì Việt Hà cũng như là Minh Duy sẽ cùng đồng hành với quý vị nha. Xin chào quý vị khán giả đầu tiên này. Vâng ạ, Minh Duy và Việt Hà đang đợi cho lượt mắt xem tăng thêm một chút nữa để chúng ta có thể cùng nhau giao lưu và bắt đầu với những thông tin thời tiết mới nhất trong ngày hôm nay quý vị nhé. Hứa hẹn là trong ngày hôm nay thì Việt Hà và Minh Duy sẽ đem tới cho quý vị khán giả rất nhiều những thông tin mới về tình hình thời tiết trên cả ba miền của đất nước trong tuần tới. Nên là quý vị ơi, quý vị hãy tương tác thật là nhiều bằng cách like này, thả tim cũng như là chia sẻ livestream ngày hôm nay để những thông tin thời tiết có thể đến được với nhiều người hơn nhé. Chắc chắn là hôm nay thì mình nghĩ là sẽ có nhiều người tham gia, tại vì hôm nay là chủ nhật và mai là thứ hai đầu tuần. Đúng chúng rồi. Ta quay trở lại với nhịp làm việc. Thế nên là chúng ta sẽ phải xem thời tiết để có thể chuẩn bị tốt nhất đúng. Cho ngày đi làm ngày chắc mai. Chắc chắn là sẽ có nhiều quý vị khán giả sẽ muốn cập nhật tình hình thời tiết trong buổi sáng ngày mai để có những cái sắp xếp thật là phù hợp cho một tuần mới làm việc đúng không quý vị? Vâng ạ, xin chào khán giả anh Nguyễn Bá. Vâng, xin chào Nguyễn Văn Phú Thiện ạ. Dạ vâng. Xin chào khán giả Đỗ Thế Huy ạ. Vì vậy nên là quý vị có câu hỏi về thời tiết của khu vực nào hoặc là tỉnh thành phố nào thì chúng ta có thể comment ở dưới, hoặc là có những cái câu chuyện thời tiết nào muốn chia sẻ với Việt Hà và Minh Di thì mọi người cũng có thể comment để trò chuyện với chúng mình nhé. Vâng ạ, thời tiết mấy ngày hôm nay phải công nhận là cực kỳ là khó chịu, nhất là tại khu vực Bắc Bộ của chúng ta. Đúng. Không thể bỏ qua vụ này được mọi người ơi. Mọi người vào ngay livestream để chúng ta cùng kêu ca với thời tiết nào, không thể bỏ qua được vụ này mọi người ơi. Người vào ngay cùng với Minh Duy và Việt Hà nhá, để chúng ta cùng xem thử xem là thời tiết mấy ngày hôm nay đang tình hình đang như thế nào. Đó. Đúng rồi, thời tiết dạo này quá là khó đoán luôn. Vâng. Đồng đành. Đây này, có rất nhiều quý vị khán giả đã bắt đầu đặt câu hỏi này, Hà Nội ngày mai như thế nào? Em hết quần áo mặc đi làm. Bộ vest này như là em mặc cũng phải buổi thứ ba lên hình rồi đấy quý vị. Thôi cái đấy nói với các quý vị khán giả chứ. Không được nhỉ. Chúng ta giữ bí mật với 340. À không, Minh Duy thì vét nhiều lắm quý vị ạ. Mọi người rất là quan tâm đến nùm. Mình nghĩ là nùm cũng như là trạng thái thời tiết là kiểu mưa ẩm ở miền Bắc. Tại vì nó rất là khó chịu. Chắc là chỉ được khoảng vừa rồi là được 2 ngày là trời có nắng này. Đúng rồi, 2 ngày trời có nắng. Cái đợt mà 20-21 tháng 3 thì là kiểu xuân phân, thì kiểu thời tiết thay đổi là có nắng nhưng xong rồi nó lại mưa bụi, mưa phùn. Đúng rồi, em phải công nhận là vào ngày hôm thứ sáu thì thời tiết tại thủ đô Hà Nội rất là đẹp quý vị ạ. Trong ngày không có mưa này, trời nắng cũng không quá nóng. Tuy nhiên thì thật ra là tiết trời đẹp này nó cũng chỉ diễn ra đúng trong ngày hôm đấy thôi. Đúng. Vì là sang đến ngày thứ bảy và chủ nhật chúng ta lại bắt đầu đón những cơn mưa về. Nhiệt độ lại tăng lên nữa. Và cũng chính từ lúc đấy là chúng ta đã bắt đầu quay trở lại với tình trạng nồm mầm tại khu vực Bắc Bộ của chúng ta. Đó. Đúng rồi. Thế là chúng ta tiễn nồm cũng chưa kịp tiễn đâu nhỉ? Chưa kịp. Là nó đã lại quay trở lại rồi. Vâng, chán thời tiết nồm mưa ở miền Bắc, khán giả Cao Nguyễn comment. Dạ vâng, chính xác ạ. Với thời tiết nồm này thì thứ nhất là chúng ta không có cơ hội để có thể dọn dẹp nhà cửa này. Bởi vì là nếu như lau nhà thì nó cũng không thể nào nhanh khô được. Cái thứ hai là quần áo chúng ta cũng không thể nào mà giặt giũ thường xuyên, vì là cũng không có đủ cái điều kiện để mà có thể phơi hoặc là sấy. Đó đúng không quý vị? Nên là với kiểu thời tiết này thì Minh Duy nghĩ là tình trạng chung thôi. Tất cả chúng ta đều rất cảm thấy rất khó chịu. Có rất nhiều khán giả đang comment là kiểu sàn nhà này, tường nhà đổ mồ hôi. Đó, đúng rồi. Nó là một cái tình trạng thật sự là... Để mà có lời khuyên, lời khuyên dành cho quý vị thì mình suy nghĩ là trong những ngày nồm ẩm như vậy thì quý vị nên lau dọn nhà cửa bằng khăn khô thay vì là khăn ướt quý vị nhá. Và tuyệt đối là không bật quạt. Đúng rồi. Và không mở cửa nữa. Đó. Không mở cửa, không bật quạt để chúng ta có thể hạn chế được tình trạng nồm ẩm xảy ra trong nhà của mình. Và dự báo thì thật ra là cái tình trạng mưa hay là nồm ẩm ở miền Bắc thì khả năng vẫn sẽ còn tiếp diễn trong những ngày tới quý vị ạ. Vì khả năng cao vẫn sẽ xuất hiện mưa phùn này, sương mù vào buổi sáng sớm, trong đêm và sáng ngày mai ở miền Bắc. Đúng rồi. Như cập nhật ở đây thì vào buổi sáng mai thưa quý vị, ở vùng núi Bắc Bộ sẽ là khu vực ít mây và có nắng mạnh suốt từ sáng đến chiều ngày mai do nằm ở gần vùng áp thấp phía Tây. Điện Biên Phủ dự báo sẽ còn nắng nóng 35 độ C. Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng trong ngày mai cũng nóng quý vị nhé. 32 đến 34 độ C. Còn tại... Đúng rồi. Còn tại thủ đô Hà Nội và các thành phố khác thì không biết ngày mai sẽ như thế nào nhỉ? Chào chị Việt Hà.
Thật ra thì mình nghĩ là cái câu chuyện ở miền Bắc chủ yếu sẽ là độ ẩm vẫn đang ở mức rất cao. Đúng cả rồi. Nhiệt độ và độ ẩm mà mọi người hay thấy trong các bản tin chúng mình hay gọi là trời vừa ấm vừa ẩm á quý vị. Thì cái chính cái tình trạng đó sẽ duy trì cái tiết trời gọi là khá là khó chịu, kiểu ẩm cao mà. Thế nên là mưa nhỏ mưa phùn sẽ xuất hiện này. Chúng ta cũng sẽ cảm thấy là kiểu, không biết là mọi người có bị không nhờ, mình sẽ cảm thấy khá là kiểu ngạt mũi, kiểu đúng hơi rồi, khó thở một chút ý. Để nói về tiến trình nhiệt độ của tại khu vực Bắc Bộ, trong đó cụ thể là tại thủ đô Hà Nội quý vị nhé, mình xin phép được cập nhật về tiến trình nhiệt độ cũng như là kiểu thời tiết trong 7 ngày tới. Thì quý vị có thể lưu ý là vào ngày mai, tức là ngày thứ 2 đầu tuần, cũng như là những ngày cuối tuần như là ngày thứ 7 và ngày chủ nhật của tuần sau, thì chúng ta sẽ có thể giảm mưa một chút. Lúc này thì nắng sẽ lên, nhiệt độ ở ngưỡng ấm áp từ 28 đến 30 độ C. Tuy nhiên thì trong cả tuần sau, từ thứ 3 đến thứ 6, chúng ta vẫn sẽ phải sẵn sàng đón những cơn mưa nhỏ, mưa phùn xảy ra bất chợt trong ngày. Và Minh Duy nghĩ là xảy ra chủ yếu vào buổi sáng sớm. Đúng. Chính vì vậy nên là trong tuần sau thì chúng ta, những quý vị khán giả hiện tại đang sinh sống tại khu vực Bắc Bộ, trong đó của thủ đô Hà Nội và các cái thành phố lân cận, thì phải chấp nhận với một việc là mưa này cộng với thời tiết ấm thì chúng ta sẽ sinh ra ẩm. Đó, nồm ẩm cao. Vì vậy nên là tại thủ đô Hà Nội và các thành phố khác trong tuần sau thì chúng ta sẽ là mưa phùn, mưa nhỏ cộng với nồm ẩm quý vị nhé. Chỉ có ngày thứ 2 đầu tuần là ngày mai này và ngày thứ 7 chủ nhật của tuần sau thì có thể tình trạng mưa sẽ có thể giảm bớt một chút, nắng lên nhiều hơn với mức nhiệt dao động trong khoảng từ 28 đến 30 độ C. Thì nên là các dự định đi chơi hoặc là chụp ảnh thì Minh Duy nghĩ là quý vị hãy cố gắng để dành đến cuối tuần sau đi nha. Chắc là phải khả năng đến cuối tuần thì mưa mới giảm bớt. Đúng rồi, chính xác. Còn trong ngày mai thì cái thời gian mà mọi người đi học đi làm, tức là tầm 7-8 giờ sáng á, thì khả năng là trời vẫn sẽ còn mưa phùn lất phất quý vị ạ. Và theo cái xác suất mưa thì cái lúc đó là khoảng 80%, tức là mưa khá là dày vào cái thời điểm mà mình đi làm. Vì vậy tốt nhất là quý vị chúng ta có thể là đi sớm hơn cái thời gian bình thường mình đi làm một chút để tránh tắc đường. Với cả trong cả tuần sau thì mình nghĩ là một cái phụ kiện mà mọi người cũng rất cần phải mang theo, đó chính là cái áo mưa. Đúng rồi, chính xác. Hãy luôn chuẩn bị sẵn cho mình một chiếc áo mưa ở trong cốp xe, vì là những cơn mưa nhỏ mưa phùn sẽ xảy ra bất chợt trong ngày ở khu vực Bắc Bộ của chúng ta nhé. Đó. Mọi người đang hỏi là ở Thái Bình này, mình thấy là ở Thái Bình, Hải Phòng cũng có khá nhiều câu hỏi. Nam Định này. Minh Duy nghĩ là một chút nữa, đợi cho lượt bắt xem có thể tăng hơn một xíu thì Minh Duy và Việt Hà sẽ cùng đến với chi tiết từng cụ thể thời tiết tại các khu vực nhé. Còn bây giờ thì Minh Duy và Việt Hà xin phép được cập nhật một chút về tình hình chung của cả ba miền trên đất nước. Vừa rồi là một số thông tin ở khu vực Bắc Bộ đúng không chị Việt Hà? Minh Duy xin phép được cập nhật cho quý vị. Chúng ta sẽ cùng chuyển tới khu vực Nam Bộ. Sang ngày mai thì người dân Nam Bộ tiếp tục sẽ phải sống chung với thời tiết nắng nóng. Trong đó Đồng Phú, Biên Hòa, Tây Ninh, chúng tôi ghi nhận là nắng nóng gay gắt ở mức là 37 độ C. Theo các chuyên gia, Nam Bộ đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài nhất từ trước đến nay, bắt đầu từ ngày 9 tháng 2 và chưa có dấu hiệu kết thúc. Vâng, quý vị khán giả ở Nam Bộ thì có thể cập nhật cho Minh Duy và Việt Hà về tình hình nắng nóng tại khu vực Nam Bộ được không ạ? Không biết là bây giờ khi mà mặt trời đã lặn xuống rồi thì cái bầu không khí tại Nam Bộ, tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta có giảm bớt được một chút nào không? Mọi người có thể cập nhật được không ạ? Nếu mà theo kinh nghiệm hồi trước mình đã đi thành phố Hồ Chí Minh thì thật ra bây giờ nó vẫn hơi hơi nóng thôi. Tức là nó tắt nắng thì nó cũng đỡ hơn rồi, nhưng mà phải chắc khoảng vài tiếng nữa thì nó mới xuống hẳn cái nhiệt độ thấp nhất. Thì lúc đấy trời mới dịu mát. Thì nó sẽ mát mát hơn đúng không? Nhưng mà ở Nam Bộ công nhận là thực sự thời tiết rất là khắc nghiệt. Tại vì là cũng phải 16 ngày rồi nhở. Chắc là khoảng hơn 2 tuần vừa rồi là nắng liên tục. Nhiều điểm tận 37 độ C. Đúng rồi ạ, bởi vì là thời tiết nắng nóng triền miên sẽ có thể khiến nhiều người rất là mệt mỏi, nhất là đối với những ai mà phải làm việc ngoài trời, hiện tại như là những anh chị shipper này, công nhân xây dựng hoặc là những người mà có cái môi trường làm việc ở bên ngoài thì rất dễ phải tiếp xúc với nắng cũng như là những cái tác hại của tia UV. Nếu không cẩn thận thì rất dễ bị say nắng và cảm nắng, thưa quý vị. Các hiện tượng này đều có thể khiến cơ thể mệt mỏi, chóng mặt, thậm chí là đột quỵ. Vì vậy nếu như quý vị và các bạn cần phải làm việc lâu ở bên ngoài thì nên lưu ý là phải sử dụng đồ bảo hộ chống nắng để che chắn đầu, cổ, vai và gáy của mình nhé. Cần uống nước thường xuyên và nghỉ khoảng 10 phút sau mỗi tiếng làm việc để cơ thể có thời gian nghỉ dưỡng và cũng như là hồi lại sức lực. Đó quý vị ạ. Chúng ta nên nhớ là với những ngày nắng nóng thì một cái lưu ý mà mình suy nghĩ cần phải quan tâm đó là phải uống thật nhiều nước. Đó quý vị nhé. Có bạn Trần Xuân Cảnh cập nhật là miền Nam quá nóng. Phan Thiết cực kỳ nóng. Phan Thiết thì nó cũng là ở khu vực phía Nam miền Trung thì đúng rồi, gần khu vực Nam Bộ.
Và khả năng ngày mai thì ở miền Trung cũng sẽ giảm hẳn mưa rào cục bộ, thì nên thời tiết chủ đạo trong ngày ở miền Trung cũng sẽ là nắng thôi. Vâng ạ, ở đây Minh Duy có đọc được có một vị khán giả comment là nồm ẩm ở miền Bắc bao giờ hết này, hay là đây có rất nhiều quan tâm về tình trạng nồm ẩm. Thì Minh Duy xin phép được trả lời, đó chính là thật ra để mà chúng ta có thể nói chính xác là bao giờ chúng ta chính thức tạm biệt nồm ẩm tại khu vực Bắc Bộ của chúng ta thì sẽ hơi khó để nói trong một cái thời gian dài. Minh Duy chỉ có thể cập nhật cho quý vị là trong ngày thứ hai là ngày mai, cũng như là ngày thứ bảy chủ nhật của tuần sau, khi mà nắng lên nhiều hơn này, mưa giảm, thì lúc này có thể tạm thời là cái tình trạng nồm ẩm nó sẽ giảm thấp xuống một chút. Tuy nhiên thì Minh Duy nghĩ là nó cũng chưa hoàn toàn là kết thúc nồm ẩm đâu. Còn lại thì từ thứ ba đến thứ sáu tuần sau thì tại khu vực Bắc Bộ của chúng ta, trong đó có thủ đô Hà Nội và các thành phố lân cận, sẽ tiếp tục là tình trạng nồm ẩm nhé. Nên là thôi cứ chúng ta cứ yên tâm là sống chung với nồm ẩm trong một khoảng thời gian nữa quý vị ạ. Cũng ít nhất là phải một tuần tới. Ít nhất là một tuần tới. Mọi người cũng đang nhờ ship nắng này. Anh chị quen ai ở Sài Gòn thì nhờ ship nắng qua Hà Nội được không ạ? Tại em hay phải đi học và thực tập vào sáng sớm. Thật ra thì mình đi làm mình cũng thấu hiểu được phần nào. Đúng rồi, chính xác. Cái thời tiết mưa ẩm mưa phùn thật sự là nếu mà kể cả nhìn ra ngoài thôi đã không muốn ra khỏi nhà rồi. Thôi Châu Anh ạ, chắc là chúc cho Châu Anh là chúng ta sẽ có thể gọi là cố gắng một chút. Chịu khó dậy sớm. Một chút để tránh tình trạng tắc đường thôi. Đúng rồi, và nhớ cho Minh Duy và Việt Hà là hãy chuẩn bị sẵn áo mưa trong cốp xe để bao giờ mà gặp bất kỳ một cơn mưa nào thì chúng ta đã có sẵn sàng áo mưa để bảo vệ được sức khỏe của bản thân mình nhá. Vâng, có bạn là Tuấn Anh Nguyễn thì bảo là Phú Thọ cứ nắng nắng rồi lại mưa mưa, chả hiểu kiểu gì. Thế là thời tiết ở cái giai đoạn này nó cũng khá là thất thường. Đúng rồi, chính xác. Nó sẽ kiểu nắng mưa. Thế nên là chúng ta tốt nhất là xem dự báo thời tiết này, chúng ta nên có những sự chuẩn bị cho bản thân mình. Ví dụ như cảm thấy dự báo mưa này thì mọi người có thể chuẩn bị sẵn áo mưa, đi sớm hơn thời gian bình thường một chút để tránh tắc đường, kiểu như vậy. Đúng rồi, Minh Duy nghĩ là trong khoảng thời gian mà ra mùa như này, khi mà thời tiết thay đổi rất là nhanh chóng, thì Minh Duy nghĩ rằng với quý vị khán giả thì chúng ta hãy quan tâm tới các bản tin dự báo thời tiết VTV nhiều hơn một chút. Tức là xuyên suốt cả một ngày thì chúng tôi có rất nhiều những bản tin vào các khung giờ khác nhau. Vì vậy nên là nếu như quý vị có thể muốn cập nhật chính xác tình hình thời tiết ở từng khung giờ một hoặc là vào khoảng thời gian nào đó trong ngày, thì Minh Duy nghĩ là mọi người có thể ngoài xem các kênh sóng ở trên TV thì có thể cập nhật thêm thông tin thời tiết tại kênh Trung tâm Dự báo Thời tiết VTV của chúng tôi. Chúng tôi liên tục cập nhật các thông tin thời tiết hàng ngày, hàng giờ quý vị nhé. Đó. Cả trên Facebook và YouTube. Đó, chính xác. Sẽ đều cập nhật các bản tin dự báo thời tiết lên. Vào khung giờ 7 giờ 7 rưỡi thì bản livestream Dự báo Thời tiết VTV cũng sẽ lên sóng để mang tới thông tin thời tiết cho quý vị vào ngày mai. Chính vì vậy nên là mình suy nghĩ là với khoảng thời gian mà thời tiết thay đổi chóng mặt như thế này, thì mọi người hãy cố gắng dành nhiều thời gian hơn một chút để cập nhật tình hình thời tiết nhé. Chắc là bây giờ mình sẽ điểm qua các tỉnh thành phố mà quý vị khán giả comment đi. Tại vì mình thấy đúng rồi. Mọi người comment nhiều rồi. Đây, mọi người comment nhiều đây. Em gái có yêu chưa đây? Đấy, nhiều đây. Quá nhiều câu hỏi em gái có yêu chưa? Không ai hỏi mình à? Không ai hỏi mình có yêu chưa à? biết rõ là em rồi đấy. Vâng ạ, vậy thì bây giờ Minh Duy và Việt Hà sẽ cùng đến với tình hình thời tiết cụ thể tại các khu vực nhé. Bây giờ mọi người hãy bắt đầu comment về thắc mắc của mọi người về khu vực mà mọi người đang sinh sống nha. Quý vị khán giả đầu tiên mình đã thấy đó là khán giả Nguyễn Đức Lành hỏi ở Nha Trang. Ok. Đây rồi, Nha Trang của chúng ta đâu? Vâng, Minh Duy xin phép được cập nhật cho anh Đức Lành như sau. Tại Nha Trang, đêm không mưa, ngày nắng với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 25 đến 31 độ C anh nhé, tại khu vực Nha Trang. Tức là ngày mai cao nhất nhiệt độ sẽ là vào khoảng 31 độ C ạ. 31 độ C. Về chiều tối thì nhiệt độ sẽ giảm xuống ngưỡng là từ 24 đến 25 độ. Đó. Ngày mai tại Nha Trang có nắng nha anh nhé. Tiếp theo là ở Lạng Sơn này. Khán giả Lê Kim Khoa ở Lạng Sơn. Khán giả Lê Kim Khoa. Chúng ta sẽ lội lên ở Lạng Sơn. Đây, chắc là nhờ chị Việt Hà cập nhật cho khán giả Lạng Sơn. Ở Lạng Sơn ngày mai thì dự báo là trời không mưa và trưa chiều có nắng ạ. Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở Lạng Sơn sẽ vào khoảng 30 độ C, còn thấp nhất về đêm và sáng là khoảng 22 độ C ạ. Quý vị lưu ý là vào buổi trưa chiều sẽ là 30 độ C nha. Đúng rồi. Khán giả Hoài Tô có hỏi về khu vực Thái Bình. Thái Bình mai có mưa không bạn? Vâng, chị Hoài Tô ơi, ngày mai tại Thái Bình đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều trời sẽ hửng nắng chị nhé. Nhiệt độ tại Thái Bình ngày mai dao động trong khoảng từ 24 đến 29 độ C chị ạ. Ngày mai thì trưa chiều có thể yên tâm tại Thái Bình sẽ không có nắng. Quý vị, không có mưa, trời hửng nắng. Xin rất xin lỗi quý vị ạ.
Rồi tiếp chúng ta có khán giả Mạnh Linh Trần hỏi về Hải Phòng. Hình như là cũng khá nhiều khán giả hỏi về Hải Đúng Phòng rồi, đấy. Khu vực Hải Phòng có rất nhiều quý vị khán giả quan tâm. Ừ, có rất nhiều quý vị khán Nãy giả có khán giả còn comment là thời tiết tại Hải Phòng khó chịu lắm cơ. Ở đây như Hải Phòng đây, Minh Duy xin phép được cập nhật này. Ngày mai tại Hải Phòng không có mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời sẽ hửng nắng với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 25 độ C tại Hải Phòng quý vị nhé. Bạn Thu Hương ơi, Hà Nội thứ 2, thứ 3, thứ 4 có mưa không ạ? Mưa nhỏ, mưa phùn sẽ diễn biến, Minh Duy nghĩ là trong cả một tuần sau. Chúng ta chỉ có thể tạm thời giảm mưa và nắng lên vào ngày mai là ngày thứ 2 cũng như là ngày thứ 7 và chủ nhật của tuần sau thôi. Còn lại thì từ thứ 3 này, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, tức là 4 ngày của tuần sau thì chúng ta sẽ phải sẵn sàng có những cơn mưa nhỏ, mưa phùn xảy ra bất chợt trong ngày, cộng với cả thời tiết ở nhiệt độ ấm nữa thì là kiểu thời tiết tại Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội sẽ là nồm ẩm quý vị nhé. Đúng rồi. Chủ yếu thì mọi người lưu ý nhất là vào giai đoạn tầm sáng sớm khi mọi người đi làm thì có lẽ là sẽ là lúc mà mưa phùn dày nhất. Còn trong ngày thì chủ yếu sẽ là kiểu mưa lác đác thôi. Quý vị khán giả Thái Nguyên đúng không ạ? Ở đây mình chưa đọc được. Vâng, anh Nguyễn Công Dũng hỏi về khu vực Thái Nguyên. Mình xin phép được cập nhật tại Thái Nguyên, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, trưa chiều trời hửng nắng với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 đến 29 độ C. Cũng giống như Minh Duy ở Việt Hà vừa cập nhật, đấy là trong ngày mai thì Minh Duy thấy ở đây hầu hết các thành phố của khu vực Bắc Bộ của chúng ta sẽ chỉ có mưa xảy ra vào sáng sớm thôi, trưa chiều thì trời sẽ hửng nắng với nhiệt độ chung phổ biến ở ngưỡng là từ 24 đến 29 độ C quý vị ạ. Đó, thế nên là với những quý vị khán giả ở khu vực Bắc Bộ thì có thể lưu ý thông tin này. Minh Duy xin nhắc lại là mưa sẽ có thể xảy ra vào sáng sớm, còn lại từ trưa chiều thì trời hửng nắng, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ C. Mình thấy là có khán giả nào đó comment về Sơn La, hỏi về Sơn La nhưng mà nó bị trôi mất rồi. Không kịp đọc tên. Sơn La, có cần Minh Duy tìm lại khán giả nữa. Đây. Nguyễn Thị Hương. Nguyễn Thị Hương có hỏi về Sơn La. Thì Sơn La ngày mai dự báo là trong ngày trời có nắng và đêm thì không mưa, với nhiệt độ cao nhất ngày mai tại Sơn La lên tới 34 độ C ạ. Quý vị lưu ý, ngày mai trời có nắng, nhiệt độ lên tới 34 độ C, còn về đêm và sáng thì nhiệt độ vào khoảng 18 độ C thôi ạ. Khu vực Hải Dương thì sao nhỉ? Minh Duy thấy ở đây có quý vị khán giả hỏi về Hải Dương. Chị Huế Đặng đúng không ạ? Minh Duy xin phép được cập nhật cho quý vị khán giả về khu vực Hải Dương. Đâu rồi, Hải Dương của chúng ta? Đây rồi, Hải Dương chúng ta đây rồi. Hải Dương của chúng ta ngày mai, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều trời hưởng nắng với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 đến 29 độ C chị nhá. Bao giờ thì hết nồm? Minh Duy cũng muốn hết nồm lắm quý vị ạ. Nhưng mà chắc là chúng ta vẫn sẽ phải tiếp tục với nồm ẩm tại khu vực Bắc Bộ đến hết tuần sau cơ. Đó, thế nên là mọi người chịu khó nha. Những nụ cười ngờ nghệch, những cái mặt gờ gạo. Tất cả là vì nồm ẩm. Tất cả chỉ vì nồm ẩm thôi đấy. Bạn Nương Hoàng có hỏi thời tiết ở tại Hòa Bình. Tại Hòa Bình ngày mai thì dự báo là trong ngày trời có nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ ngày mai tại Hòa Bình thì cũng giống Sơn La, đó là 31 độ C. Nhưng mà về đêm và sáng thì có nhỉnh hơn một xíu, là khoảng 24 độ C ạ. Okay. Bạn Vũ Đinh hỏi thời tiết ở tại Bắc Giang ạ. Khu vực Bắc Giang. Chắc là sẽ nhờ chị Việt Hà một chút vì Minh Duy thấy ở đây có quý vị khán giả hỏi về thời tiết biển. Nên là sẽ xin phép quý vị một dành thời gian để Minh Duy cập nhật thông tin thời tiết biển nhá. Thế thì trong lúc đó mình sẽ cập nhật về các tỉnh thành phố. Quý vị tiếp tục comment nhá. Ở Bắc Giang thì ngày mai đêm và sáng sẽ có mưa nhỏ ạ. Trưa chiều thì trời sẽ có nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại Bắc Giang là 28 độ C. Còn nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng là 24 ạ. Độ ẩm ngày mai hình như lên tới 96% cơ. Tức là độ ẩm rất là cao. Vâng, bạn Vũ Hồng có hỏi thời tiết ở tại Yên Bái. Chúng ta cùng đi sang Yên Bái. Vâng ạ. Okay. Yên Bái ngày mai thì đêm có lúc có mưa. Đêm nay sẽ có lúc có mưa, còn ban ngày mai thì trời sẽ có nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày mai là 30 độ C bạn nha. Dạ vâng. Bây giờ mình xin phép được tìm lại một chút về comment thời tiết biển của quý vị khán giả nào đó ở đây. Đấy, có bạn Hoàng Việt. Đây đúng rồi, anh Hoàng Việt không thể bỏ lỡ được. Vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa thời tiết sao em? Vâng, mình xin phép được cập nhật là thời tiết trên biển cho quý vị ngày mai. Dự báo ngày mai thì các vùng biển từ ven bờ ra ngoài khơi, bao gồm hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta đều ít mưa, trời nắng, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió ổn định cấp 3 đến cấp 5.
Minh Duy nghĩ là với tình hình thời tiết biển như thế này thì rất là ủng hộ cho bà con có những chuyến vươn khơi đánh bắt đấy quý vị ạ. Nên là ngày mai với thời tiết biển ở hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta, Minh Duy xin phép được nhắc lại là ít mưa trời nắng, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km và gió ổn định cấp 3 đến cấp 5, ủng hộ cho tàu thuyền ra bờ đánh bắt nhé. Bạn Thiên Đinh có hỏi là sao không trả lời, không biết đấy, đúng rồi. Tại vì comment nó sẽ bị trôi ấy. Đúng rồi. Sau khoảng một thời gian nếu mà mình nếu như mà quý vị khán giả thấy Minh Duy và Việt Hà chưa kịp đọc comment của mọi người thì mọi người hãy spam thật nhiều lên nha. Với cả có những ai mà kiểu mới vào xem ấy thì có thể là sẽ comment sẽ bị trôi nhanh hơn so với những cái khán giả mà đã xem thường xuyên, đã đúng xem rồi, đúng rồi, chính rồi. Xác. Nó sẽ ít hiện lên hơn, vì đúng vậy rồi. Quý vị chúng ta có thể comment tầm 2-3 lần thì mình có thể thấy được nhé. Và nhớ ấn theo dõi nhé, để bao giờ mà bất kỳ bản livestream nào phát sóng phát là quý vị nhận được thông báo luôn. Đúng rồi. Từ từ mình điểm lại nhé. Rồi. Bạn Vân Anh có hỏi ở Lạng Sơn này, mình sẽ điểm qua tại Lạng Sơn trước. Ok. Bắt đầu điểm lại này. Lạng Sơn thì ngày mai trời không mưa và trưa chiều sẽ hửng nắng ạ. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại Lạng Sơn là 30 độ C bạn nhé, trong ngày là 30 độ C. Vâng, khán giả Hồng Hạnh có hỏi về khu vực Sapa. Mình chỉ xin phép được cập nhật là tại Sapa đêm không mưa ngày nắng với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 17 đến 23 độ C nha. Bắt đầu mình tăng tốc lên một tí nha quý vị. Tăng tốc lên để có thể trả lời kịp thời cho quý vị. Bạn Triệu Nga hỏi thời tiết ở tại Lâm Đồng. Thì Lâm Đồng ngày mai dự báo là vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày mai là 31 độ C. Về đêm và sáng thì vào khoảng 19 độ C thôi. Nói chung thời tiết chủ đạo ở Tây Nguyên vẫn sẽ là nắng thôi ạ. Đúng rồi ạ. Với quý vị khán giả hỏi tại khu vực Hải Dương, mình sẽ xem phép được cập nhật. Tại Hải Dương đêm và sáng có mưa phùn, sương mù. Trưa chiều trời sẽ hửng nắng với nhiệt độ dao động trong khoảng là từ 24 đến 28 độ C quý vị nhé. Có quý vị Hậu Bá hỏi thời tiết tại Đắk Nông. Thì Đắk Nông ngày mai cũng không mưa và ban ngày trời sẽ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày mai là 35 độ C quý vị nha. Ở Đắk Nông quý vị lưu ý là sẽ có nắng nóng với nhiệt độ khá là cao ạ. Có bạn Facebook là Dừng Bước hỏi thời tiết tại Hưng Yên. Thời tiết tại Hưng Yên ạ. Vâng, chúng ta cũng dừng lại một chút để cập nhật cho bạn thời tiết tại Hưng Yên. Hưng Yên ngày mai sẽ như thế nào đây? Tại Hưng Yên, Minh Duy xin phép được cập nhật cho khán giả có nickname rất là đáng yêu. Đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều trời hửng nắng với nhiệt độ tại Hưng Yên dao động trong khoảng từ 24 đến 29 độ C nhé. Đó là tại Hưng Yên. Thái Bình, Minh Duy cũng vừa cập nhật rồi, đó là mưa phùn này, sương mù xảy ra vào sáng sớm, còn lại thì trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ cũng là từ 24 đến 29 độ C. Vâng, cảm ơn hai em vì thông tin thời tiết biển cho bà con. Dạ vâng ạ. Mong là với những thông tin mà Minh Duy và Việt Hà vừa cung cấp cho quý vị thì chúng ta sẽ có những chuyến ra khơi. Đúng rồi. Có những sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến ra khơi của mình ạ. Có bạn Hoài Nam hỏi về thời tiết tại Nghệ An này. Thời tiết Nghệ An. Có hai comment hỏi về Hòa Bình. Thì Minh Duy sẽ cập nhật Nghệ An rồi mình sẽ cập nhật ở Hòa Bình nha quý vị. Ok. Nghệ An của chúng ta. Nghệ An thì Minh Duy nghĩ là nó sẽ ở phần đây. Ok, đây rồi. Minh Duy xin phép được cập nhật cho quý vị khán giả về khu vực Nghệ An. Ngày mai Nghệ An không có mưa, sáng sớm thì sẽ có sương mù nhẹ, trưa chiều trời hửng nắng với nhiệt độ tại Nghệ An dao động trong khoảng từ 24 đến 30 độ C quý vị nhé. Còn tại Hòa Bình đúng không? Chị Việt Hà có vừa hỏi tại Hòa Bình đúng rồi. Ui, quên. Đấy, vừa nói xong. Hòa Bình của chúng ta đâu? Hòa Bình ngay đầu thôi. Hòa Bình ngày mai thì dự báo là trong ngày trời có nắng quý vị ạ, với nhiệt độ cao nhất ngày mai là 31 độ C nha. Ngày mai ở tại Hòa Bình vào khoảng 31 độ C, đêm không mưa và ban ngày trời có hửng nắng ạ. Đúng rồi. Có bạn Hải Đào bảo là có Minh Duy và Việt Hà tỏa nắng. Dạ vâng ạ, mong mà là nhiều thì sẽ mong là trong một ít thời lượng livestream ngắn ngủi ngày hôm nay thì Minh Duy Việt Hà có thể đem nắng tới cho quý vị khán giả một chút. Chị MC xinh quá ạ, ngắm quên không nghe, cho em hỏi mai Hà Nội thế nào ạ? Hà Nội, ok. Ok em luôn. Vâng. Hà Nội ngày mai thì đêm và sáng lưu ý sẽ có mưa phùn và sương mù, đặc biệt vào khoảng thời gian tầm 7 giờ, 7-8 giờ sáng sẽ là khoảng thời gian mà có nhiều mưa phùn dày hạt. Đến trưa chiều thì khả năng trời sẽ hửng nắng ạ. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại Hà Nội thì vào khoảng 29 độ C. Chị Hồng Giao ở đây có comment dự báo chính xác lắm ạ. Mình ở trong Nam mà cứ đợi mưa trái mùa đấy mà hem thấy hu hu. Chị Hồng Giao ơi, vậy thì Minh Duy xin phép được cung cấp một thông tin cực kỳ tích cực đến cho chị nhá. Đó là mưa trái mùa sẽ xảy ra tại
tháng, cuối tháng sẽ có mưa trái mùa. Cảm ơn tổng tài Minh Duy và vậy nhưng mọi người vẫn nhớ vai diễn đấy của mình. sao báo nắng mà nùm thế? Thật ra thì nhiệt độ cao ấm lên và cộng với độ ẩm cao nữa thì nó sẽ gây ra nùm, quý vị ạ. Đúng rồi. Mà thật ra là nắng thì sẽ chỉ xảy ra vào ngày thứ hai cũng như là thứ bảy chủ nhật tuần sau thôi. Còn lại thì trong cả một tuần sau thì chúng ta vẫn phải sẵn sàng là đón chờ những cơn mưa nhỏ mưa phùn xảy ra trong ngày. Chính vì vậy nên là tình trạng nồm ẩm vẫn sẽ tiếp tục diễn ra, quý vị nhé. Đúng rồi, nhiệt độ thì ở mức khá là ấm nhưng mà kiểu độ ẩm lại cao. Đúng thế rồi, nên là sẽ... thì chắc chắn là sẽ có nồm ẩm thôi. Đúng rồi, thật ra khó tránh được. Ở Lạng Sơn này, bạn Quang Dương hỏi thời tiết Lạng Sơn. Vâng ạ. Hình như Lạng Sơn đấy mình cập nhật rồi đúng không nhỉ? Lạng Sơn chúng cập ta cập nhật lại nha. Ok. Tại khu vực Lạng Sơn mình xin phép được cập nhật. Ngày mai tại Lạng Sơn không mưa, trưa chiều trời nắng với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 22 và cao nhất là 30 độ C quý vị nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh. Cảm ơn khán giả Nguyễn Đức Hoàng Linh nhỉ? Dạ vâng. Khán giả Nguyễn Đức Hoàng Linh. Dạ vâng ạ. Có người hỏi về Quảng Ninh. Khu vực Quảng Ninh. Mình đã nhìn thấy comment rồi nha. Vâng, tại Quảng Ninh Minh Duy xin phép được cập nhật, ngày mai cũng sẽ không có mưa. Sáng sớm thì chúng ta cần lưu ý là có sương mù nhẹ, trưa chiều trời sẽ hửng nắng. Với nhiệt độ tại Quảng Ninh dao động trong khoảng từ 23 đến 29 độ C quý vị nhé. Ừ, quý vị lưu ý là ngày mai nhiệt độ cao nhất tại Quảng Ninh sẽ vào khoảng 29 độ C ạ. Có bạn Trực Quách là hỏi về Bắc Ninh này. Bắc Ninh ngày mai thì đêm và sáng sẽ có mưa nhỏ và đến trưa chiều thì khả năng là trời sẽ hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày mai tại Bắc Ninh cũng là khoảng 29 độ C. Nhưng mà quý vị rất là cần lưu ý là đêm và sáng sẽ có mưa nhỏ nha, tầm sáng sớm sẽ đúng có rồi, mưa nhỏ. Đúng rồi. Có bạn Nguyễn Mạnh Tường hỏi về Hưng Yên này. Hưng Yên, mình sẽ cập nhật nhanh nhất, mình cố gắng cập nhật nhanh nhất có thể cho mọi người. Ok. Hưng Yên ngày mai thì không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ và đến trưa chiều thì trời cũng sẽ hửng nắng. Với nhiệt độ cao nhất ngày mai ở Hưng Yên thì cũng giống như là Bắc Ninh, 29 độ C. Vâng, chị Đinh Thùy Nhung ơi, thời tiết nồm ẩm tại Hải Phòng đến bao giờ hết? Minh Duy xin phép được trả lời cho chị là có lẽ là tình trạng nồm ẩm này vẫn sẽ tiếp diễn cho trong cả một tuần tới chị ạ. Chỉ có ngày thứ hai này cũng như là ngày thứ bảy chủ nhật tuần sau khi mà có nắng lên, thời tiết ấm áp hơn một chút ở ngưỡng là 28 đến 30 độ C, giảm mưa thì lúc này chúng ta có thể, tình trạng nồm ẩm có thể giảm xuống một chút thôi. Nhưng mà Minh Duy nghĩ là trong thời gian tới, ít nhất là trong một tuần tới thì vẫn sẽ tiếp tục là tình trạng nồm ẩm nhé. Còn để biết là bao giờ tình trạng nồm ẩm kết thúc thì sẽ nhờ quý vị khán giả là chúng ta hãy cùng cập nhật thông tin thời tiết của Trung tâm Dự báo Thời tiết VTV hàng ngày trên các bản tin của các kênh sóng cũng như là các livestream hàng ngày của chúng tôi nha. Đó, để chúng ta có thể biết được là bao giờ kết thúc nồm ẩm. Quý vị yên tâm là bao giờ kết thúc nồm ẩm là trên page của chúng tôi sẽ đăng post luôn đó. Mình sẽ cập nhật qua một chút ở miền Trung nha. Chưa thấy nhiều quý vị nào comment hỏi về khu vực miền Trung nhỉ. Ví dụ như là ở Huế thì khả năng ngày mai trời sẽ có nắng nha. Với nhiệt độ cao nhất ngày mai ở Huế là 34 độ C. Thì cũng gọi là kiểu sấp xỉ ngưỡng nắng nóng rồi đấy ở Huế ngày mai. Nói chung là nhìn chung ở Trung Bộ và Tây Nguyên thì vẫn trong khoảng thời gian là 10 ngày tới thì vẫn sẽ mang trạng thái là ít mưa nắng nhiều, cục bộ thì có nhiều điểm nắng nóng, đó là đúng tại rồi. Trung Bộ và Tây Nguyên chúng ta chỉ có một vài nơi là có mưa rào thôi. Đúng rồi, như tại Huế là ghi nhận ngày mai cũng sẽ có thể ở mức nắng nóng là 34 độ C. Đúng đấy rồi. Tại thành phố là Huế quý vị nhé. Nóng rồi đấy, thế nên là với những quý vị khán giả ở Trung Bộ và Tây Nguyên thì chúng ta lưu ý là trạng thái vẫn sẽ tiếp tục là ít mưa nắng nhiều, cục bộ có nhiều điểm nắng nóng đó. Thế thì bây giờ mình sẽ cùng điểm qua lại thông tin thời tiết đáng chú ý cả ba miền đi một lần nữa để các quý vị có vào sau chúng ta vẫn có thể nắm được nhé. Dạ vâng. Vậy thì đầu tiên là với khu vực Bắc Bộ của chúng ta, trong đêm nay và sáng mai ở miền Bắc, vùng đồng bằng trong đó có thủ đô Hà Nội, khả năng cao sẽ xuất hiện mưa phùn và sương mù. Những ngày này thì các bạn sẽ luôn cần chuẩn bị áo mưa ở trong cốp xe để khi mà chúng ta bắt gặp một cơn mưa nào là chúng ta đã sẵn sàng áo mưa để có thể bảo vệ được sức khỏe của bản thân mình, để giúp cho mình không bị ngấm mưa nha quý vị. Tuy nhiên thì ngày mai mưa có thể ít hơn hôm nay, nhưng mà tình trạng nồm ẩm vẫn sẽ tiếp diễn. Do nhiệt độ và độ ẩm đều đang ở mức cao, như tại Hà Nội thì nhiệt độ ngày mai đều là từ 24 độ trở lên. Buổi chiều thậm chí còn tăng lên ngưỡng là 29 độ C tại thủ đô Hà Nội, cộng với độ ẩm từ 76 đến 96%, tức là độ ẩm mức rất là cao. Chính vì vậy tình trạng nồm ẩm sẽ vẫn tiếp tục tiếp diễn tại khu vực Bắc Bộ của chúng ta, quý vị nhé. Tình trạng nồm ẩm chúng tôi cũng ghi nhận là xảy ra ở khắp khu vực Đông Bắc Bộ, đặc biệt là những nơi ven biển như là tại
Hạ Long này hay là Hải Phòng, độ ẩm ngày mai tại hai khu vực này luôn cao trên 80% cùng với nhiệt độ ấm là 25 độ C quý vị nhé. Các nơi khác sâu ở trong đất liền như là Việt Trì, Lạng Sơn, Hà Giang thì mức độ nồm ẩm sẽ đỡ hơn. Độ ẩm chiều nay chỉ ở quanh ngưỡng là 60% quý vị ạ. Đó. Rồi, mình sao đấy là vừa rồi là miền Bắc này, bây giờ mình sẽ di chuyển xuống miền Trung nha. Ở miền Trung thì các quý vị ở Thanh Hóa đến Hà Tĩnh thì lưu ý sẽ có sương mù nhẹ trong buổi sáng. Còn đến trưa chiều thì khả năng nắng lên thì sương cũng sẽ tan bớt thôi. Còn nhiệt độ thì từ Thanh Hóa trở vào đến Đông Hà không quá 31 độ C. Còn chỉ riêng có Huế thì trời sẽ nắng nhiều và khá nóng với nhiệt độ có thể xấp xỉ ngưỡng nắng nóng là 34 độ C thôi ạ. Còn xuống phía Nam, miền Trung từ Đà Nẵng trở vào đến Phan Thiết thì nắng suốt từ sáng đến chiều ạ. Nhưng mà dự báo là trời có gió nên là không khí cũng sẽ đỡ hơn đôi chút, nhiệt độ trong khoảng từ 30 đến 32 độ C. Đúng rồi. Tây Nguyên thì cũng tình trạng thời tiết tương tự quý vị nhé. Ở Tây Nguyên thì dự báo trong ngày mai trời sẽ tiếp tục là ít mây và nắng nhiều. Quý vị thì có thể cảm nhận cái rõ nóng nhất vào khoảng thời gian giữa trưa cũng như là đầu giờ chiều, khi mà nhiệt độ ở các thành phố sẽ đồng loạt tăng lên ngưỡng là từ 32 đến 33 độ C. Thậm chí là chúng tôi ghi nhận ở Gia Nghĩa còn ở mức nắng nóng là 35 độ C quý vị nhé. Chính vì vậy nên là với quý vị khán giả ở khu vực Tây Nguyên cũng như là Nam Bộ, ngày mai khi mà ra đường thì Minh Duy vẫn khuyên quý vị là nếu như không có việc gì cần thiết quá thì nên hạn chế ra ngoài đường trong khoảng thời gian là từ 10 giờ sáng đến khoảng 4 giờ chiều, lúc mà nắng mạnh nhất, cũng là đồng nghĩa với việc là tia UV ở mức gây hại rất cao cho mắt và da của chúng ta. Đó nên là thôi, cố gắng là mình ở trong nhà thôi, không nên tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời đâu. Rồi, cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Việt Hà và Minh Duy trong bản tin livestream vừa rồi. Dạ vâng, mong là với những tình hình thời tiết mà Việt Hà cũng như là Minh Duy đã đem tới cho quý vị khán giả trong ngày hôm nay thì quý vị sẽ có thể sắp xếp được một lịch trình làm việc cũng như là vui chơi thật là hợp lý cho cả một tuần sau nha. Còn để mà có thể biết được chính xác cũng như là cụ thể từng ngày thì vẫn mong được nhận được sự quan tâm và tương tác của quý vị trên tất cả các nền tảng của chúng tôi. Ngoài các kênh sóng trên TV này thì chúng tôi còn có cả trên fanpage, Facebook và nền tảng TT nữa. Đăng những cái tips về thời tiết rất là hay, quý vị có, nếu quan tâm có thể theo dõi đó. Và thật ra thì kiểu ở trên Facebook thì mình thấy là mỗi buổi sáng ấy, hay là rồi, kể cả có những cái thông tin thời tiết đáng chú ý thì các thì chúng mình cũng sẽ cố gắng là cập nhật ở trên các bài post rồi, và thậm chí là trả lời bình luận của mọi người. Thế nên là nếu mà mọi người thấy có câu hỏi nào thì cũng có thể để lại bình luận ở trên các bài bài viết của chúng mình ý. Đúng rồi. Vâng ạ, chắc đến bây giờ thì thời lượng dành cho livestream dự báo thời tiết VTV ngày hôm nay cũng đến lúc phải kết thúc rồi. Rất mong là với những thông tin tình hình thời tiết vừa rồi thì quý vị và các bạn sẽ có thể là sắp xếp được lịch trình thật là hợp lý đó cho cả một tuần sau. Rất vui vì ngày hôm nay đã được đồng hành cùng quý vị và các bạn. Tạm biệt quý vị. Còn bây giờ thì chắc là sẽ phải gửi lời chào quý vị thôi nha. Đúng rồi. Vâng, tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong những livestream tiếp theo. Xin chào. Bye.